Rồi mở cái máy ảo lên nè. 24 chạy cho nó mượt nè. 10 GB luôn. Chiếm hết ghi của tôi. Emulator nó bảo lỗi start cái gì nè. Lỗi gì? Bay như chim. Rồi mất. Rồi lỗi. Nó mà lâu lâu nó lỗi hoặc nó bị gì các bạn xóa cái pack, các bạn add lại nếu muốn ha. Đấy các bạn add lại nếu muốn. Nếu mà nó lỗi ha, xóa add lại nó dễ, nó nhanh lắm. Xóa add lại đúng cái API để nó đã down về hết rồi, nó không down nữa. Cho nên nó nhanh lắm. Làm nhiều các bạn thấy nó cũng nhẹ nhàng chứ đâu có gì đâu. Rồi new cái nào. New cái nào. New, new lại ha. Đấy, thêm sửa xóa sách kia nè. Bữa cô cho cái file kia về có làm không ta? Cái file camera, xe. Android cơ bản nè. Lát dí quá trời cô ơi. Bình thường, có gì đâu dí. Cứ làm từng bước từng bước. Cái này là LT15305. Cái này là lab mấy? Lab 5. Ok. Mời cô, tụi em đang bị cách ly với cô. Bình thường. Cho bản 15, 16, 17, 19 là bản thấp nhất cũng được ha, mấy cũng được. Đó, bao nhiêu tùy mình. Finish. Thì nhắc cô điểm danh nhé. Cô mở cái lớp 5 nè. Lớp 6 demo rồi, chứ không demo nữa. Cái đấy demo hết rồi, bây giờ demo cái phần hình thôi. Đây, cái này các bạn tạo một class product nè, gồm ID, name, price, image. Đấy. Đâu rồi? Tôi tắt anh này đi, khỏi tắt để tôi sẽ làm cho nó nhanh. Tôi copy cho nó nhanh thôi. Chờ tí. Được rồi. Tạo class nào. Class là product nè. New Java class nè, product nè. ID, name nè, price và image. ID. Thì các bạn để string cũng được, để cô sẽ demo cái kiểu auto increment cho các bạn nhé. Là private in đi ha. ID. Rồi cái name private string là name private string double là price. Tôi mắc cười ông để price, ông để xuất sắc. Tôi mắc cười quá. Name ID. Rồi cái hình các bạn để text, để in nhá. Đây, trong database lưu trữ thì lưu trữ text, mà trong cái này ép kiểu các bạn sẽ ép kiểu thành kiểu in. Đúng không ạ? Private integer drawable resource thôi được rồi. Image ID đi ha. Đó. Drawable thực ra nó là img drawable ID. Đó. Để kiểu in. Ở đây thì vẫn để kiểu in. Cái này các bạn để là generate constructor không đổi số. Thực ra không đổi số này chẳng cần. Nhưng mà tôi cứ làm thôi. Thực ra là cô không, ít khi cô dùng không đổi số lắm. Cô dùng cái có đổi số luôn. Đấy, có 4 cái, chuyên là 4 cái. Và getter, setter cho 4 biến.
Letter các bạn gõ chịu khó gõ bằng tay, còn cô thì làm cho nó nhanh. Được chưa? Letter, setter 4 biến, thế là xong class này. Chưa? Các bạn cứ kêu ca cho bài này, bài lab để làm 5 phút xong. Được chưa? Rồi tiếp. Thực hiện một custom list view. Hiển thị được ảnh, được name, được price, product trên list view. Tức là ở đây đã có database chưa? Sinh viên dùng SQLite tạo cái data bán hàng gồm một bảng product với các thuộc tính 11. Ok, rồi thêm sửa xóa xong đúng không? Vậy ta sẽ làm luôn nào. Tạo đúng cấu trúc á, thì ta sẽ tạo đúng cấu trúc nha. Cho các bạn khỏi gặp lỗi ha. Tôi tạo cái package nè. Là model nè. Nắm cái product này nè, cho vào cái model nè. Ok, refactor nè, nó hết lỗi nè. Được chưa? Rồi, cô tạo cái database nè. New nè. Cái package là để database nè. Đó. Cô tạo cái DB helper nè. À, DB. Cô đang quay mà lại mà đúng không cô? Có quay. DB helper nè. Cảm ơn cô. Cái này các bạn extend cái anh này. Extend cái SQLite. Open helper nè. Ok. Rồi implement nè. Thiếu constructor nè. Cái này là bữa trước demo là giải thích rồi, cho nên cô làm thôi, cô không có giải thích nữa. Public cái DB helper truyền vào cái context. Đấy, context. Ok. Anh này để cái super. Đấy, context vào phải tên là lab 5 demo phải null refactor cái này một. Ok, xong. Anh này là string SQL gắn bằng create table product tên bảng. À đây có cái ID này cô để nó tự tăng. Nếu tự tăng thì các bạn không quan tâm đến nó, không cần nhập vào. À, lần trước cô chưa demo cái tự tăng, lần này cô sẽ demo. ID cái này để là integer. Để nó là auto primary key, primary key và từ khóa là auto increment. Auto increment. Đó. Đó, để cái từ khóa auto increment. Phải là name, pronname kiểu text, price. Price là float. Và cái image là kiểu text. Đó. Ok. Cô add một vài cái hình vào đây, drawable. Rồi add một cái vài cái hình vào drawable. Lên mạng cô search một vài cái avatar. Avatar. Ok. Vài cái avatar hình đại diện. Nó ra mấy cái avatar. Cái phim này không biết mọi người coi chưa. Gớm quá. Đấy, mấy cái avatar dễ thương. Say image at đuôi là JPG. Avatar 1 desktop đi. Đấy, còn mấy cái hình avatar cho vui vui. Say image at JPG avatar 2. Đấy, cô lấy hai hình thôi. Save hình cho vui. Copy hai cái hình này. Ctrl C. Copy vào anh này. Drawable. Ctrl V. Copy vào phía trên, đừng copy vào phía dưới nhé. Ok. Ok. Được chưa? Rồi.
db.sqlquery.sql rồi str.sql gắn bằng câu lệnh insert into vào bảng product. Bây giờ các bạn rồi khoan, cái chữ auto increment viết sai nè, nó báo lỗi ngay, thấy không? Còn viết dư chữ e là nó báo lỗi, thấy không? Increment nè, à, như vậy mới đúng. Đấy, tại vì cái này auto increment cho nên là nó không được nhập. Không được nhập thì ta chỉ nhập vào 3 trường thôi. Mà muốn nhập vào 3 trường này thì các bạn phải liệt kê 3 trường ra. Là pronoun, price và image. Đó, các bạn sau đấy mới để chữ values có chữ s nha. Đấy, giá trị pronoun ví dụ như là sản phẩm là ví dụ như Samsung gì đó, Galaxy gì đó ha. Price là để ví dụ như là 500 đô. Image là để cái hình, nó là text cho nên để cái hình khi nãy avatar 1. Không để đuôi nhá, không để đuôi. Bởi vì trong này người ta không cần lấy cái tên nó không cần lấy cái đuôi. Đúng không ạ? Rồi lại copy cái này. Chưa. Đó. Rồi copy hai dòng này xuống. Ctrl C, Ctrl V. Cái này sẽ là avatar 2. Cái này là để 7500. Đó, cái này là iPhone đời sắp tới 7500 ghê không? Rồi vậy thôi nhá. Bài này xong. Xong được DB helper được chưa? Đấy, hai cái hình. Thì bây giờ các bạn phải viết cái list view. Viết cái list view. Đóng anh này lại, anh này rồi, ok rồi, viết cái down ha. Viết cái down để lấy nó xuống. Ok. New cái down packet down. Đấy. New cái product down DAO. Được chưa? Trong này các bạn mới phải viết một cái constructor public product down. Các bạn mới truyền vào cái context. Đấy, cái này viết thành thói quen luôn á ha. Là các bạn gọi đến cái DB helper nó từ import vào nè. Là cái này helper. Đó. Helper gắn bằng new DB helper truyền cái context vào. Ok. Rồi các bạn get ra nhá. Get on à. Public. Lấy ra cái array list ha. Array list. Đưa vào cái product vào. Đó, get on. Nhanh chưa cô ơi? Hả? Chưa điểm danh. Nhưng mà từ từ đã, lỡ rồi demo rồi. Các bạn tạm cái array list ở đây để các bạn lưu để trả về dữ liệu mà. Đúng không? Đấy, list danh sách và return cái danh sách, đúng không? Nó sẽ hết lỗi. Danh sách này bằng null nó sẽ hết lỗi, gán giá trị ban đầu bằng new cái array list. Array list danh sách đó nó sẽ hết lỗi ha. Ok. Rồi, sau đó bây giờ các bạn sẽ lấy nó ra thôi. Help SQLite database DB sẽ gắn bằng cái helper chấm getReadable database chưa. Rồi cursor con trỏ sẽ gắn bằng DB chấm raw query select sao from. Cái này nó không phân biệt chữ hoa chữ thường cho nên là để cái gì cũng được nhá, hoa thường gì cũng được, nhưng cô product cô để hoa rồi. Cô để luôn
Okay. Rồi. CS chấm mover to first để nó đưa lên đầu. While trong khi thì nó chưa mover phủ định chưa nè, phủ định là chưa ha. CS chấm mover after is after last, chưa về cuối is after last thì ta sẽ làm gì đó. CS chấm mover to next để nó next tiếp theo. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ ta sẽ lấy dữ liệu ra. Đây, cái này mình gọi là lấy dữ liệu ra nè. Là ta sẽ có là cái product. Ta sẽ lấy là lấy cái mã ra luôn ha. Integer mã, cái ID sẽ gắn bằng cái cs.get get integer get in, lấy cái column 0 đó, string name gắn bằng cs get string 1 rồi double price sẽ gắn bằng cs.get double. Anh kia là cột 2. À, đúng rồi. Và anh này là string img name tức là tên hình. Tên hình. Tên hình sẽ gắn bằng cs.get string đưa vào cái 3. Thì cái này mới ra tên hình thôi. Các bạn mà ép vào cái này là các bạn bị sai, product của nó là bị sai. Bây giờ ta phải có làm cái ta tạo cái product. Product p sẽ gắn bằng new product. Các bạn chuyển đổi số vào ID, name, price, img. Nhưng mà nó sẽ bị lỗi ở cái biến cuối cùng này. Cái này nó phải là kiểu in nè. Các bạn thấy nó báo lỗi không? Kiểu in mà nó đỏ ở dòng này nè. Mà ta lại đang truyền string, tức là nó sẽ bị lỗi. Đúng không ạ? Nó bị lỗi. Thì bây giờ cô sẽ ép kiểu cái này về cái kiểu in. Đúng không? Cái kiểu in. Đấy, và đổ nó ra. Đúng không ạ? Ép với kiểu in. Khoan, để tôi coi đã nha. Không. Có thể là không cần ép ở đây, mà tí nữa view ra cô mới ép. Vậy thì chỗ này cô sẽ không cần ép ở đây. Tôi sẽ đổi lại một chút xíu nha. Tức là cô sẽ không ép kiểu ở chỗ này. Chỗ này cô vẫn để nó là kiểu in, kiểu text, cái string. Tí nữa ta mới cái này cô sẽ để là img name, tên hình. Đúng không? Đấy, chỗ này ta sẽ ép sau. Được chưa? Đấy, ta sẽ ép sau. Đó, ép ở đây, khi nào ta view nó ra ta mới ép. Còn bình thường ta sẽ, bây giờ chưa cần ép. Đúng không? Cái này để string. Sửa lại xíu. Name string. Đấy. Đây, cái này ép thì chưa hay. Thì nó ta lấy ra ta mới ép. Rồi từ cái name ta sẽ ép sang thành cái resource ID. Phải từ cái name ta mới ép thành cái resource ID thì mới được. Còn nếu như mà ta mà lấy cái ID in bây giờ kiểu in bình thường nó không có được. Không được. Đấy, cho nên ta lưu cái tên, sau đó ta mới ép ngược lại. Ok. Rồi. Đến đây thì không có gì lỗi, ép vào đây. Sau đấy ta có cái danh sách, ta add thêm phần tử vào thôi. Add vài cái p vào, product vào. Đấy, và ta return. Xong xuôi thì ta đóng cái con trỏ này lại. Close. Thế. Đó là ta viết xong cái hàm get all. Bây giờ ta sẽ đổ nó vào cái list view như thế nào. Đây, cái main activity này cô sẽ chứa list view. Được không? Chứa cái list view. Cái list view cô sẽ nằm ở đây. Cái này cô sẽ để nó là
linear layout đúng không? Orientation thì để là vertical. Còn dưới này cô sẽ để cái list view. Đúng không? Cái list view. Ok. Match parent, match parent. ID. Bên này là để là list view product. Ok. Rồi bên này cô sẽ gọi tới là list view. List view. List view. Đó. Ta tham chiếu tới là cái list view gắn bằng file view. File view body r.id.list view product. Product, product. Ok, xong. Bây giờ tạo adapter thôi. Là cái bài toán muôn thuở. Ê, hơi bị ngán, tạo nhiều quá nó ngán đó các bạn. Adapter. Rồi cô tạo một cái product adapter. Product. Duck adapter. Ok, cái này extend base adapter. Đây, Ctrl E để tôi implement toàn bộ những cái ống này. Rồi, cô tạo một cái constructor của nó là public product adapter. À, đổi số truyền vào ta sẽ truyền cái gì? Đổi số truyền vào cô sẽ truyền cái context. Context đối số truyền vào, thứ hai là tôi sẽ tạo một cái array list, tôi truyền cái array list vào. Array list trong này sẽ là truyền cái product. Để viết nhiều quá nó ngán á. Nó ngán. Danh sách. Ok. Đó, copy hai ông này ra đây. Tôi truyền vào, tôi muốn sử dụng thì tôi phải gán ra biến thôi. Chấm phẩy. Đây chấm phẩy. Tôi truyền thì truyền vào đây, xong tôi ghét hai ông này, đẩy hai ông này ra đây để tôi dùng hai cái biến này, hai biến toàn cục này, hai biến class á, thì có edit.context sẽ gán bằng context. Tôi gán ngược lại để tôi dùng thôi. Edit.danh sách sẽ gán bằng danh sách. Thì get count thì return cái danh sách.size. Nếu mà mảng thì là danh sách.length. Object cái này thì là danh sách.get position. Đó, rồi cái này bỏ qua, rồi get view. Tôi tạo một cái cell. Trong này tôi tạo một cái cell layout. Product cell layout resource file. Tạo là product duck cell. Ok, trong block cell này thì ta để linear layout. Ta sẽ để một cái hình. Cái hình. Cái này để cái vertical nằm ngang. Thôi cô copy luôn cái bữa trước cô làm đây cho nó lè nè. Ngồi làm mất thời gian lắm. Cái rest, cái layout. Cái set on cell item. Đấy, đây cái này nè. À, Ctrl A. Ctrl C. Sang bên này Ctrl A, Ctrl V. Ok. Đấy, cái này edit chưa có, copy luôn. Edit chưa có, copy luôn. Drawable, edit, delete, add, delete, edit, copy, Ctrl C, copy luôn. Drawable, Ctrl V. Ok. Ok. Bỏ hai anh này, bỏ cái này đi. Rồi hết lỗi nhá. Ok, hết lỗi. Rồi. Cái này tôi sẽ sửa lại là cái hình. À, image để đỡ cái hình này. Ok. Linear layout cái này là, đây là mã sách, mã thì khỏi cần. Tôi lấy tên sản phẩm, name và price thôi, cái ID tôi chả cần. Đúng không? Đấy, tôi đặt là cái text view là cái name. Name. Còn text view cái này tôi để là tên sản phẩm. Còn text view này là cô để là cái price. Cái này là giá.
hoặc để chữ đô la ở đây ha cho vui. Take view là mã bỏ anh này đi. Đây là cô có hai cái à, hai thông tin thôi, cái hình để bên này rồi, hai cái hình này để đây rồi, ok. Rồi chạy xem nó đẹp không. Đấy, hai cái này nó hơi ở dưới này, kệ nó, đúng không? Tên sản phẩm các bạn có thể giãn ra. Linear cái này đây, margin, layout width, layout height, text size bold 25, text size bold cái này giả đây 20 giả style, ok cái này là 25 đây bold đó. Text color là cái này là cái red, ok bold, ok marine top, marine top là 20 dp. Đấy, anh này cũng marine top từng đấy, cho nó đẩy xuống cho đỡ, cho nó đỡ ghê đấy. Ôi giời, nhiều quá. Đây 10 thôi, ok 15 gì đó đấy, 10 thôi. Đây, để cho đấy ngay căn giữa, khỏi chỉnh nhiều, xong nhá. Mình lấy của người ta cho nó nhanh. Sao cái này nó bị cái gì đây, sao bị cái bố chỗ đấy ta. Hey color red, chữ đô la để tiền, background gì đâu mà. Ok vậy đi. Rồi bây giờ cô sẽ cái này là để 2.000 đô rồi vậy. Cái này sao nó không hiển thị text ta? Đây nó hiển thị cái gì các bạn, cái chữ gì vậy? Sao nó ra cái text view trời, ra cái text view ở đây. Price đúng rồi, à chắc là do cái đô la này, chắc là cho cái ký từ đô la ấy. Xong ra đây ra không, ấy ấy thì cục đi thôi, kệ đi, ta lấy cái ID được rồi, cái để tính sau. Tách rồi, ok. Bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu vào đây. Get adapter. Return convert view. Rồi, ở chỗ này ta sẽ tạo cái view holder ha. Tạo cái class view holder. View holder. Đây có mấy cái thuộc tính như sau. Trên này có cái gì? Trên hình này có cái gì ta lấy cái đấy. Một cái image view, hai image view, ba image view đúng không? Ta có cái image view. Image view ta có ba cái, là cái hình là một nè, cái hình là image view edit nè, image view delete nè, đúng không? Đeo được rồi, hai cái text view thôi, hai cái text view thôi, text view để ta mô tả cái đó thôi. TV là name, text view là price, đúng không? Đó. Ok, ta sẽ tạo đây, làm nhanh ha. View holder. Đó, holder. Ok. If nếu là convert view mà null bằng null. Nếu convert view này nó là một cái view để các bạn hứng cái dữ liệu thôi. Cái view này nếu convert view này mà chưa có thì các bạn mới tạo, còn có rồi thì thôi. Đúng không? Có rồi thì thôi. Đúng không? Có rồi thì ta không tạo nữa. Chưa? Vậy bây giờ chưa có thì ta sẽ tạo như sau. Cái holder sẽ gắn bằng new view holder. Đấy. Còn convert view thì ta có nạp cái view vào cho convert view nè. Là layout inflator gắn bằng activity. Tôi
convert cái anh context thành cái activity. Sau đó tôi sẽ get layout inflator chấm get layout inflator, xong để tôi nạp dữ liệu vào cho convert view. Convert view sẽ gắn bằng inflator chấm inflate, đưa cái layout vào error đấy, error lại cái trên cùng ha, error nè, thấy chưa, enter chấm layout chấm product sale chấm view group root. Các bạn có thể lấy cái chữ, để cái chữ parent này được mà để null cũng được, đúng không ạ, để parent cũng được mà để null được, nó view group á. Sau rồi các bạn mới tham chiếu, tức là lấy cái dữ liệu ở trên convert view này. Convert view này bây giờ nó chính là cái cell này nè, nó chính là cái cell này nè. Đấy, bây giờ tôi mới tham chiếu nó vào đây, đúng không ạ, vào cái view holder. Thì ta có holder chấm text view name chấm gán bằng, tức ta map tới, đúng không, ta tham chiếu tới text view, ta tham chiếu tới anh này, gán bằng là convert view chấm file view by id r chấm id chấm text view name. Ok, cũng tương tự với anh này, này Ctrl C, Ctrl V. Thì cái này là text view price, gắn bằng cái này price. Tới cái này là cái hình, hình thì các bạn để là cái image view hình. Rồi cái này để cái image view edit, thì các bạn cũng để image view. Cái này để button hả? Hình như cô nhớ là cô để button. Button edit. Cái này là email view delete. Cái này cô để là button delete. Đó, ok. Button delete. Ok, xong. Thì khi các bạn tạo rồi, convert view được rồi á, thì các bạn mới set tag cho nó. Convert view chấm set tag holder vào đây. Thì sau này các bạn là get tag thì holder nó sẽ gắn bằng ghép kiểu thành view holder convert view chấm get tag. Tức là khi các bạn có rồi thì các bạn chỉ cần get theo cái tag của convert view thôi ra cái holder này. Tức là các bạn không cần phải tạo lại cái holder nữa. Khi nó chưa có các bạn phải tạo mới hoàn toàn. Nó tạo này nên nó phải tạo bổ nhớ. Nó tạo bổ nhớ ha. Nếu mà có rồi thì ta không tạo lại cái này nữa, tức là vẫn dùng cái bổ nhớ đó, vẫn dùng cái khoảng, tức là cái vùng dữ liệu đó. Các bạn chỉ cần ghép cái tag nó thôi để lấy ra để dùng lại thôi. Tức là các bạn tưởng tượng như này nè, cái convert view nó giống như cái rổ để các bạn đựng đồ hay đựng dữ liệu. Thì cứ nếu các bạn không có câu lệnh này nè, thì mỗi lần đựng dữ liệu các bạn phải tạo một cái rổ mới. Mỗi lần tạo một cái rổ mới, cái vỏ như vậy á, cái hộp vậy á, thì nó tốn bổ nhớ. Thì bây giờ ta chỉ làm một cái hộp thôi, đừng làm nhiều hộp. Mỗi lần ta chỉ lấy, ta đánh dấu cái hộp, xong ta ghép nó về để ta đừng thôi. Ta cái hộp này có một cái thôi. Nhưng nếu không có cái dòng này, không có dòng này, không có set tag này, thì cứ mỗi lần là các bạn tạo một cái rổ khác nhau, tạo một cái hộp khác nhau, thì như vậy nó cực kỳ tốn bổ nhớ. Dữ liệu càng nhiều thì nó càng tốn bổ nhớ. Thì đây là một cái giải pháp tối ưu để các bạn không bị tốn bổ nhớ. Nó nói vậy chứ tôi tạo có một cái hộp à, một cái rổ đựng à. Còn dữ liệu trong đổi, dữ liệu trong là khi tôi đựng dữ liệu này, tức là dữ liệu các bạn là các cái row, các cái dòng dữ liệu trong database. Đúng không ạ? Các dòng dữ liệu trong database. Đấy, mỗi lần tôi đựng dữ liệu khác là chỉ khác dữ liệu thôi, còn mà cái giống nhau là chỉ khác cái dữ liệu chỉ ở trong thôi. Đấy, thì cách này được gọi là cách tối ưu. Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi đổ dữ liệu vào nè. Bây giờ mới, đây là ta vừa tạo một cái rổ. Bây giờ ta mới đổ dữ liệu vào cái rổ đó. Tức là ta có cái holder là cái rổ đúng không? Đây, cái holder bây giờ nó là chính là tham chiếu tới cái rổ của ta. Nó sẽ có holder chấm là text view name. Text view name chấm set text. Set text.
bằng cái danh sách chấm tôi tạo trước nha, cái sản phẩm của tôi nè, product p sẽ gắn bằng danh sách chấm get position, tức là cứ mỗi vị trí thì tôi sẽ mỗi cái position như này á, nó sẽ tôi get một cái item của nó, một cái dòng dữ liệu của nó. Đấy, tôi viết lại, viết như này cho nó gọn ha. Vậy tôi sẽ để là p chấm get name. Hiện tại là cô không có show ID ha. Get name. Đó. Rồi holder chấm tv price sẽ chấm set text là p chấm cái này là get price. Đây get price. Ủa? Sao tôi vẫn còn lưu cái get email ID mới ghê chứ. À, get price của cô là hiện tại là đang là double. Thì các bạn phải là string, các bạn phải đưa vào cái hàm là string.valueOf. À, string.valueOf của anh này, tại vì hiện tại price của ta sẽ đang là double. Ok. Rồi bây giờ cái hình này, cái hình nó mới quan trọng này. Bây giờ cái hình của ta thì ta sẽ lấy hình như sau: string image name sẽ gắn bằng p.get image. Đó, cô chưa sửa cái tên này, để kệ nó không sao, lấy cái name. Rồi bây giờ cô mới add cái name vào, cô mới đổ, tức là add cái name này vào thành cái resource ID. Cô mới đổ vào cái resource ID, tức là holder chấm hình chấm set image resource. Đây, tôi dùng cái hàm này và tôi sẽ trả về cái resource ID ở đây, hiểu không ạ? Vậy ta sẽ integer resource ID, resource ID gắn bằng đấy. Bây giờ cô mới phải lấy cái này bằng không gì đó, tức là cô phải lấy cái này cô đưa vào đây. Đấy, bây giờ cái này nè, cô sẽ ép kiểu từ cái này thì nó sẽ có phương thức để ép kiểu ha. Phương thức để ép kiểu thì cái này cô làm rồi, nhưng mà để coi, hoặc các bạn có thể lên mạng các bạn search, nhưng cô làm rồi, cô coi cô làm ở đâu, lấy ra cho nó lẹ. Assignment hình như làm rồi à, có vẻ như cái này, để coi nha, làm cái hình vậy đó. Cô không nhớ, coi là chắc ăn nè. Hoặc các bạn lên mạng các bạn search thoải mái, lên mạng search convert từ cái drawable name thành cái resource ID. Chứ còn bạn chấm không được nha, bạn nào mà để chấm là không có được ạ. Bạn nào chấm tên là nó không trật ạ, nó không có ra. Android demo, Android cơ bản, assignment, source main, Java, có gì hay ho trong này không? Down adapter, sinh viên adapter à? Có, open được, chạy ra. Các bạn, cái này convert xong chưa? Cái này xong rồi các bạn ạ. Xong rồi mở ra đây luôn nè. Ủa? Cái này à? Cái này. Đây, Java. Đây. Adapter, sinh viên adapter đây, sinh viên holder này. Các bạn, vấn đề là cô có coi, cô có phần xử lý hình ở trong này không? Thường thì cô sẽ xử lý hình, nhưng mà cô không biết là cô xử lý không. Đây, phải không? Get hình. Đây code nè các bạn, code nè. Đây, get resource nè. Đấy nha, activity nè. Đây, get resource nè. Đây, hình nè, chấm get hình nè. Ok, đây, đoạn code ở đây nè, các đốt C nha. Dài lắm không nhớ được đâu, nhớ không nổi đâu. Rồi, cô thay cái này bằng cái này.
cho cái chỗ mà list.get position cái hình này nè, thì cô thay bằng cái image name ngay chỗ này nè, cô thay bằng cái image name đấy, là cô đã get ở trên rồi đây nè, get resource nè, get identify nè, image name nè, type nè, kiểu của nó là drawable nè, rồi get package nè, đó enter cái này đưa lên tiếp, nó là đây, nó là một chuỗi dài như vậy. Được chưa? Để cô enter cho nó xuống dòng cái dễ thôi. Để cô enter cái này xuống luôn. Đấy. Nó là đoạn này. Đấy, và cô đưa red ID vào là xong. Tức là các bạn lưu cái theo cái tên, miễn là khi nó tìm ở trong cái resource ID này có cái tên hình, nó ép kiểu ra cái ID này là xong. Đấy, nó đưa vào ID. Cái này chỉ lưu cái tên hình thôi. Đấy. Đó là xong. Và đổ ra hết. Được chưa? Đấy, nó vướng cái chỗ này thôi. Cái hình như vậy là hết. Đó, bây giờ ta sẽ đưa vào adapter. Xong cái convert view ha. À, cái ấy nhá, ta đưa vào cái adapter. Ở đây ta sẽ có là gì ạ? À, product adapter. À. Ờ, chưa hai cái nữa. Ta sẽ lấy cái danh sách cái đã. Ta sẽ có là array list. Ta tạo cái danh sách cái đã. Rồi bây giờ nè, product adapter nè. Adapter. Đấy, thì cái adapter bằng sẽ gắn bằng new product adapter. Đấy, các bạn truyền vào là cái context, tức là main activity.list. Và các bạn truyền vào một cái danh sách là một cái array list. Cái danh sách này hiện tại chưa có. Đúng chưa? Bây giờ ta tạo cái danh sách nè. Ta tạo một cái array list, danh sách. Array list, à, product. Đấy, danh sách. Được chưa? Đấy. Và danh sách này lấy đâu ra? Lấy trong cái DAO này ra. Get từ database xuống nè, lấy cái DAO này nè. Thì ta sẽ có gì? Ta phải tạo cái DAO, product DAO. À, DAO sẽ gắn bằng new product DAO, truyền cái context vào main activity chấm did. Ok, đấy rồi, bây giờ ta có gì ạ? Cái danh sách sẽ gắn bằng DAO chấm get all là xong đó. Và cái này các bạn add đây, list view chấm set adapter, à, đưa cái adapter vào xong. Đó, vậy thôi đó, chạy. Đấy, chờ xíu. Ta có hai dòng dữ liệu thôi. Rồi, lỗi. Resource linking fail. Linking tới gì? Hình như cái này relationship. Ủa, cô link gì ta? Sell. Đấy, bởi vì cái này nó không có ra. Cái này tại sao cô làm mà nó không có ra? Nó bảo lỗi dòng này. Text view. Lỗi gì ta? Bởi vì khi nãy giờ làm này mà nó cứ bị vậy hoài. Cái này thì chả sao, cái này nó bị lỗi. Đây, khoan, cô coi lỗi gì. Liner layout, cái này đúng rồi. À, có cái text color, hình như nó bị lỗi cái này. Tôi nhớ không nhầm thì cái color màu red. Đúng rồi, chính xác. Bởi vậy nó đâu ra đâu. Đây, cái color, text color. Các bạn để là Android Asen Duck Android Amok Android Color Red Duck. Ok. Đấy, bởi vậy nó lỗi. Khi nãy bảo sao mà làm này nó không có ra. Màu đỏ. Nó lỗi là nó biết liền. Đây, để cái đô la ở đây. Nó vui.
đô la ở đây. Bảo sao nó lỗi. Ok. Rồi. Rồi lỗi rồi đó. Qua wow, coi coi. Nó nếu mà lỗi sẽ phải báo lỗi khoan. Pixel 2 emulator connect to cái này on device nó terminate. Nó lỗi. Cái bản này có đâu có ảnh hưởng đến Hoa Bình thế giới đâu mà lỗi ta. Coi locket có báo gì không? Đây. Gì mà bảo lỗi GNS hoài. Đây 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 đây, lỗi gì nè. Báo nè. Đỏ đỏ ơi là đỏ nè. View inflate exception. Add view not support adapter view. Inflate. Rồi khoan, cái bản này cost by. Tại sao lại bảo lỗi convert view bằng inflator inflate. Khoan khoan. Binary XML add view not support. Send signal. Kỳ ta. Known. Host connect new host. Rồi chạy. Rồi ok. Bỏ cái chữ parent. Rồi ra chưa? Ra dữ liệu chưa? Hình chưa? Đủ chưa? Đủ rồi nha. Ok. Đó, xong nha. Đây, ra hình này. Được chưa? Thêm sửa xóa các bạn tự làm ha. Bữa trước demo rồi, thêm nút thêm đây, sửa xóa mọi thứ. Giờ chỉ demo hình thôi. Cái hình á thì nó các bạn lưu ý cho cô chỗ này nè. Cái hình thì lại đặt tên hình. Xong dùng cái phương thức này là các bạn ép kiểu nó. Tên hình đây. Ép kiểu nó thành cái REST ID. REST ID tên là Resource ID. Target Resource này. Phải cái này phải là Resource ID. Thì nó mới chịu. Nó không nhận ra cái này là nó lỗi. Đúng không? Nó trả về Resource ID. Đấy. Thì nó mới ok. Nó mới trả lại cái hình cho các bạn. Đấy, nó chỉ có cái đoạn này thôi. Lấy tên hình đấy. Yeah. Ok. Rồi. Có thắc mắc gì không? Hello. Được chưa? Chạy rồi hang. Được chưa? Rồi. Tạm ngưng.